chứ à, anh cũng bị nè anh. 6 cộng 4 là 10, cộng cho 4 là 14, cộng cho 2 là 16. Trừ cho 6 còn có 10 điểm. Vũ có 10 điểm. Anh Vũ có 10 điểm. Hello, xin chào các bạn đã quay lại channel Bo Game tới lượt tôi. Mình thì dạo này ăn Tết hơi lúng và sâu nên là mình không có ra video mới cho các bạn. Nhưng mà hôm nay thì nó khá là đặc biệt, thì mình sẽ có cho các bạn một bất ngờ. Tức là anh em của chúng mình đã tụ họp tại nhà mình để chơi game cũng gọi là khai xuân đi. Tại vì mình cũng đã chơi một số game khai xuân rồi, nhưng mà hôm nay là chính thức chơi với nhiều người anh em đông đủ hơn. Ngoài ra thì mình cũng có một bất ngờ đó về một cái bộ game xài công nghệ để chơi nữa. Thì không biết nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì mình phải chuẩn bị để đón anh em tới rồi. Tại bây giờ cũng khoảng là 18 giờ rồi, tối rồi. Mình chơi tối nha. Giờ phải chuẩn bị thôi. Không biết như vậy có đủ sáng không ta. Quay cho mọi người xem à, chơi thì chỉ có vậy thôi là đủ rồi. Mà chưa biết chơi game gì hết. Đợi đi. Kiểu cần màu vàng, kiểu thì ta lấy này như này đúng không? Màu vàng thôi, vậy mình sẽ kêu cái màu khác. Mà nó né hai cái màu này ra. Kêu màu xanh đi. Kêu màu xanh đi, màu xanh ngon mà. Màu xanh ngon, màu xanh ngon, kêu màu xanh đi. Màu xanh là hợp lý quá trời luôn rồi. Rồi kêu màu xanh. Ai trước? Toàn trước. Toàn trước. Ghi cho Toàn trước. Đó, Toàn. Rồi xong rồi ai chết trước thì mình ghi trước. Hồng Vũ. Xong rồi tới Hân. Tới Đạt. Yeah. Rồi giờ tính cái gì trước nè. Rồi bây giờ nhà màu đen có không? Nhà màu là gì, có nhà màu đen không? Đây 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 bạn không? Bạn không? Bạn không? Bạn không? Bạn không? Không toàn không? Không 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 đạt đạt một cái 4 điểm. 4 điểm rồi. Nhà màu ai có cần vay tiền cứ tới thành phố mình nha. Có tệt, có tệt, có tệt đây, có tệt à. 3 điểm một nhà. Ủa cái này, cái này là nhà một điểm. Không được, không được, không tính, không tính. Tôi không điểm, tôi không điểm. Tính trên, tính trên. Ba có tệt màu này. Nhà này ai ăn được không? Em đạt 12 điểm. Yeah. Em được mấy điểm? Em được mấy điểm nhở? Không, bên đó được 2 điểm à, được 2 điểm. À, được 6 điểm, 6 điểm. 6 điểm, không, được 6 điểm. Làm được không? Không, 6 điểm hả? 6 điểm. Dạ, 9, 1, 2, 3, 9. Hơn 9, rồi anh được có 6 điểm rồi. Rồi, nhà thờ. Em một cái. Nhà thờ đạt 16 điểm. Em được 2 điểm nè. Đạt được 16. Được 16 điểm. Bên đây được 2 điểm. Được 2 điểm à. Bên đây có 2 điểm à. Tại vì có một góc 2 điểm. Thì ảnh chứ 16. Tổng kết toàn trước nè. 3 cộng 4 là 7, cộng 18 là 25, trừ cho 5 còn 20 điểm. Tại em thấy hơn em hả? Không chứ, không chứ. Ai chăm sóc em không tự từ dưới đến bên chưa? Chết trước là chơi, chơi như vậy không được, cho xếp mực. Ai chết trước, ai chết trước. Em biết cho anh xếp mực. Không là 6 điểm, cộng 2 điểm, cộng 3 điểm là 11 điểm, cộng 2 điểm nữa là 13 điểm, không bị trừ, 13 điểm. Chứ cái khúc đó mà bị trừ. Anh cũng bị nè anh. 6 cộng 4 là 10, cộng cho 4 là 14, cộng cho 2 là 16. Trừ cho 6 còn có 10 điểm. Vũ có 10 điểm. Vũ có 10 điểm. Ê, vậy lẽ không thì phải biết. Hơn 25. Cái này là 0 hả? Hay là 9? 9. 25. 25. 29. Ghê vậy. 31. Ghê. 7 điểm. Ghê. Anh Toàn. Anh Toàn. Anh Toàn. Anh Toàn. Anh Toàn. Đây là trừ 1. Đúng, 20 nè, 32, 36, 36 trên 5, 31 điểm. Ai nhớ? 31 điểm đẹp. Anh là người trùm đạo, em thấy không? Đúng, 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 đúng. Nhìn thấy 4 cái đó là thấy nhiều rồi. Đập, đập, đập. Cái này phải 6 nè. Rồi, nó có 2 cái này, cái này. Nó có 3 cái setup cái bò này. Một là nó kiểu dày, hai là nó sẽ lên dày. À, đó, để nó tạo 3D. Ghê vậy? Tạo cái 3D luôn đó. Ghê vậy? Tạo 3D luôn hả? Ủa, mình chơi mấy D? Mình chơi 4D. Có rung lắc luôn. Cái mặt này là mặt khó quá. Là sao?
ý là chơi gì cái đó này là cái mặt này là mặt người chơi nè. Ok à, là hai miếng đó để hai bên tôi phải một miếng rồi nó ba tùy theo trò có trò thì nó cần là mùi nhựa mùi cao su. Ờ, bên đây thì ngoài bên nói chung là từ bên Kickstarter đem về là anh em mình là người đầu tiên mở ra coi thì mấy con đi có siêu có bóc siêu gì đâu đúng rồi chưa bóc gì hết. Ủa cái này của Kickstarter à? Ừ. Của một người nào đó đúng không? Ủa nhưng mà nó kêu là một cái này phải nối với một cái máy tính. Đúng rồi. Ủa vậy là cứ mỗi người cái máy tính là phải 3-4 cái máy tính. Trời này có vẻ tốn kém rồi. Khó quá. Để coi coi cái này. Má không có. Của anh gà xem chưa? Anh đang cầm cho nó vô. Ê! Bật nhạc lên. Giống thiệt luôn á. Ủa nè, nó kêu là đầu tiên open your game board rồi. Rồi xong, plug your class. Plug in cái class vô cái máy tính. Ủa nè, thấy không? Vậy là phải vừa đeo máy tính vừa đeo vô. Ơi, ở đây nó có cái nó có cái đầu gắn cái phần điều khiển ở đây nè. Logo mình có đủ ba player thôi. Rồi, bây giờ mình chọn cái màu đi, màu đó đẹp á. Rồi, gắn cái này vô máy đó đúng không? Ủa, có cái gì test mà nè, vô cái trang này đi, tải rồi test về. Nhờ đeo kính hơn là cánh dày máu quá, cái giật. Ừ, là rớt laptop. Ủa là gì ta? Không, cái này là... Ê, cái câu mà trong Harry Potter á, nó kêu á. Đừng cái lì xì này nè, cho nó đỡ mất. Đây, nhét cái lì xì vô đây. Ủa, không phải. Cái gì đó. Ủa, là cái gì đó đó. Cờ trắng đâu hay không hay. Ủa. Ai vậy không hả? Ủa cái gì vậy? Ủa là cái gì? Ủa sao tự nhiên có cái khăn? À, khăn lau kính. Lau kính. À. Khăn lau kính và bảo vệ ứng DC. À. Có coi Harry Potter không? Expecto Patronum. Như đổ một kiểu. À thiệt, tí bung ra. Ủa tải chưa? Đang không, đừng tải stream, tải cái của tải thằng rồi, tải stream này nè. Đó là stream. Là tải cái này. À, rồi sao nữa? Gắn vô trong mắt kính á. Ủa cái vậy? Gắn vô kính mà còn phải gắn vô cái đó, tức là em phải ngồi gần máy tính để em chơi. Đúng rồi, phải ngồi gần máy tính để chơi. Bỏ gì đây? Đang quay. Đang quay hả? Ừ. Vấn đề là như vậy. Vấn đề là bây giờ chúng ta được tặng cái bộ này để chúng ta test. Okay. Và cái được mượn ta... được mượn chứ không có được tặng. Ô, à được tặng. Được mượn được mượn. để test cái bộ này. Để chúng ta test cái bộ trò chơi gọi là Catan. Thì sau khi coi setup xong á thì cái trò Catan là phải mua. Ủa. Ủa. Sau test. Ủa. Làm sao thì ta? Có cấp. Ủa. Có cấp ạc để chơi trò Catan không? Thì đó, à đúng rồi ha. Mua xong phải có ạc. Thì đó, nếu tôi bấm vô Catan là tôi thấy Catan là phải mua. Nó có một số cái trò free nữa nhưng... Không, nhưng mà trò của cái này á, có trò nào free không? Mình thử nghiệm. Có. Thì đang bấm đi. Đi nè. Kìa, bấm lại cái. Những game này free nè. Trời ơi, Tabletop Simulator kìa, thấy rõ ràng luôn. Boombox Arena ha. Thôi, vô Tabletop Simulator. Cái này đi, cái này đại. Chúng ta bóc siêu. Ok chưa? Rồi. Nó hay có tiếng chạch chinh á. Và tốn tiền. Trời ơi, nghe mùi tiền bay. Đúng rồi đó. Cái thấy cái màu xanh nãy đẹp hơn á. Rồi, đây. Chục triệu rồi. Tiền một nó tích ly không remove cũng được. Tí nữa đọc không remove cũng được. Giống như Quỳnh Hoa bảo điển vậy ha. Giống Quỳnh Hoa bảo điển vậy. Con nói điện giật. Cái này lột tích ly thôi nha. Đừng lột cái mảnh. Ồ. Nhìn nó rất là xịn sò mà không biết nó xịn cỡ nào. Nghe mùi quá. Rồi. Nghe mùi. Nghe mùi tiền quá. Nghe mùi tiền quá. Bình thường á là cái vụ này người ta hay chết chín á. Là mất tiền. Rồi bật game lên. Vậy là đây là thay của tương lai đúng không? Sau này con cháu mình thấy chơi board game trên những dạng này chứ không còn những cái này nữa. Ừ. Giờ trên thủ quán đi, coi khi còn có giá. Con cháu mà chơi board game dạng này thấy cực khổ. Không muốn người ta xài bằng Bluetooth hết đâu, có xài bằng này nữa. Con cháu quá. móc cái này. Nhiệm vụ ngủ sắc. Cái game mới á. Game có người gửi chơi á. Muốn chơi không? Để làm cho chơi để review cho anh nó luôn. Chưa. Chưa viết review rồi, viết thật ra viết rồi tại vì chơi rồi. Rồi để bên kia. Đem qua đây.
đang thấy nó đi thèm lên đây. Ngu lắm, nhìn nó ngu lắm. Thấy rồi, thấy trên máy tính mà. Càng nhìn vô đây, okay. Không thấy trên máy tính. Ôi, trên máy tính đẹp hơn mắt mình nhìn. nó hơi ngu. Ủa là chỉ nhìn được trên đây thôi à, nó đâu có 3D lên đâu. Nó chỉ là trên một tấm này thôi. Đó mà, nhấn thì thấy 3D đi. Mà à. Chị nó thấy 3D nhưng mà mình không thấy 3D bạn ơi. Cầm đũa chỉnh đi. Cầm đũa chỉnh đi, bấm reconnect đi. Bấm reconnect đi. Ồ, cầm đũa chỉnh được. Accept. Chơi kiểu này căng quá ha. Đánh nhau hả hay gì? Rồi sao? Ê, mọi người chơi mình không thấy gì hết đó. Ở ngoài mình thấy có cái này à. Mọi người tưởng tượng đây nó 3D đó. Mọi người tưởng tượng này nó 3D nha, ở đây không có gì. Ngồi đó chơi board game, cha mẹ thấy ngồi chơi một mình là cha mẹ cấm cản lắm rồi. Chào mấy kiểu này chắc cả ở nhà luôn á. Ủa nhưng mà nó hình như là nó chưa kết nối được với ủa tay cầm được rồi nè. Nhưng mà điều khiển thì sao? Thì điều khiển vậy đó. Không có cái tutorial của nó đâu. Ủa nhưng mà cái kiến này nó không có thấy hết được. Ngồi xuống đi, cho ngồi xuống đi. Lấy cái lưỡi ra. Không, nhưng mà phải nước đầu mặt lên mới thấy. Cũng chưa biết rồi, thấy chưa? Bung bot arena, robo đánh với nhau gì đó. Rồi, nó có thấy cái gì đâu kìa, nó vô rồi đó. Nhưng mà không biết điều khiển sao. Đây nè, đây đó. Cái này là chỉ là nói chuyện thôi à. Không, nó mờ điếc rồi. Tại toàn tận đúng không? Thấy không, thấy nó mờ công mờ điếc không? Thấy. Giờ có khi nào do cái bộ này của mình mà đang để cái không đâu, không đâu, không phải tại vậy đâu, tại vì nó cái đấu trường nó cao lên nữa đúng không? Cái đấu trường nó nhỏ lắm. Vậy là nó phải cao lên nữa đúng không? Cao vậy không? À? Không không, đó vậy đâu. Có mờ canh Marauder Dũng. Mờ trình Marauder trên kia kìa. Đây. Okay. Sao mà sói? Được không? À. Sao mà sói? Sao mà sói? Nó chỉ có hiện lên hình hai bộ khuôn mặt gì thôi chứ nó có đi được gì đâu ta? Đâu đâu, bỏ ra đi. Đây. Bỏ ra đi. Rồi, vũ vô đi. Nó ngu sao á. Mình chưa mình, mà. Toàn mình phải mang cái kia qua chơi bạn ơi. Mang cái gì? Cái VR của mình á. Có phần có thể là do mạng nó đang bị yếu hay sao nó có bị rót rồi. Không nhưng mà ý là chưa biết là cái cây đó nó điều khiển sao nè. Bữa đang mò nè. Ủa con kia, con kia đấm rồi kìa, đấm rồi kìa. Anh cũng đấm hả? Phải không? Thì vụ đấm không? Nhưng mà chỉ chơi vậy thôi hả? Nó phải có gì đó thông minh hơn chứ. Hay là cái trò này. Chơi game truyền thống này nhức đầu quá. Không, để em về tôi tự test cho mọi người. Cho em test rồi. Cho em test kìa mọi người, cho mọi người test kìa. Cho em được. Em thấy nó hình lên kỳ lắm. Ừ. Nhìn hình rất là kỳ. Nó chỉ nó nở ba đời thôi. Hai cái đèn nó chiếu vào mắt mình đúng không? Trời ơi sao lại đỡ nào. Chị ăn đi cái nương gần bếp vậy. Ừ, hiểu. Nó không có dễ nhìn. Phải cho nó ra hàng. Nó lắc dậy mũ hình thôi, đang giật thêm. Không có giật, nó giật á. Cho nó vô hình cái kia là bảo là không chơi luôn. Reconnect. Trời ơi, nó đang reconnect lại, nó bị error rồi, biết rồi. Chơi chỉ cần nghe thôi. Vô rồi. Cái này chơi giống cái gì ta? Chơi giống cái gì mà mấy cái thằng nhỏ nhỏ cũng màu vậy mẹ nó đi vòng vòng á. Mẹ đi Bomberman hả? Không phải em ta. Mẹ nó đi vòng vòng. Bomberman. Mấy đứa nhà nhỏ đi bị rát rồi. Thôi đó, thì chỉ cầm dài đó. Cầm dài. Nhìn một hồi thấy hơi đuối rồi. Chơi mà tầm 2 tiếng mà đeo cái này thôi là đi luôn á. Cái gì có một cái gì đó như vậy. Là hồi nãy trong setup của mình hãy coi nó có hai hướng đúng để, rồi đúng rồi để cái tiêu cầu với hồi đây rồi setup của trò kia chứ phải setup trò này mà nếu mà này mà chơi Catan thì chơi cũng sao rồi cũng chỉ là mò móc này móc 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 lấy tay móc lên hả lấy tay móc ừ đúng rồi lấy tay móc nó hiểu bằng đường ánh sáng anh đúng hợp lý con đó thì sao á đó mình phải né con đó né đi Tân là cái con đó nó không được thấy mình né đi Tân đó, nó thấy mình rồi okay. nhìn cái mini map mà nếu vậy chẳng hạn nào mình đang chơi game console đúng rồi nó chơi game gì solo gì console đó là
là video game mà. Thôi bây giờ mình nè. Chẳng qua bao game riêu đi. Chẳng qua cái này nó để làm gì mọi người biết không? Nó kết nối được với tabletop simulator á, nên nó sẽ làm được những cái tác dụng á là mình chơi game cầm nắm cả đi. Không nhưng mà chơi này không có vui lắm. Nhìn Tân đang nhìn nha. Bây giờ mình nhìn Tân á, thấy hai cái mắt của Tân á nó như con quỷ vậy đó. Nó sáng đây là để cho mình cái máy này nó chiếu ánh sáng trực tiếp vô mắt nên nó đó mình nó chiếu trực tiếp ánh sáng vô mắt đó em. Rồi Tân nhìn lên đây đã nghe. Rồi đây để cho Tân xem hình bản thân mình đó là con Dracula. Nó chiếu ánh sáng trực tiếp vô mắt á nên đau mắt lắm chịu nổi. Đúng, nó chịu mình nhìn. Ok. Thì review về cái bản chơi mà bằng công nghệ AR của Tân á. Như cái video clip ở trên á, hồi nãy á, là mình vừa mới cho các bạn xem á. Thì đối với mình á, thì thấy cái này nó hơi bị ngu một chút. Biết tại sao không? Tại vì thật ra nó có một cái bản lớn như vậy nhưng mà chơi chúng ta cũng phải cần mỗi người một cái laptop. Cái laptop á, thì nó phải có một cái dây để nối vô cho cái mắt kính, nó làm chúng ta khá bất tiện. Chứ cái thứ hai á, khi mà chúng ta chơi ở trong cái trường thời gian mà quá lâu á, chúng ta sẽ làm cho cái con mắt chúng ta khá khó là điều tiết. Tại vì mỗi lần mà chúng ta nhìn đi nhìn lại á, thì nó có một cái ánh sáng nó từ ở trên cái bộ mắt kính sẽ chiếu xuống dưới cái bàn, mà vô tình thì con mắt của mình nó cũng sẽ làm cho cái mình nhìn lên cái hình ảnh nó vừa trên bàn mà nó vừa trên nhìn cái ánh sáng nó một thời gian á, mình sẽ bị mỏi. Những ai mà thường mà chơi những cái game mà FPS á mà bị nhức đầu thì chắc chắn các bạn sẽ chơi không được trong thời gian lâu. Đảm bảo nó sẽ quay mòn mòn luôn. Như đơn cử như mình thì mình chỉ có test khoảng tầm trong tầm là 2-3 phút thôi, mà khi mình mở ra thì mình vẫn bị choáng. Bên cạnh đó khi mà chúng ta vừa mới chơi xong á, thì khi mà mình nhìn lại trên cái bảng mà để hút ánh sáng á, lại một cái bảng đồ á, thì á mình lại có một cái cảm giác là mình thấy được cái ánh sáng cầu vồng nó nằm ở trên cái đó, làm cho mình bị đau đầu thêm một lần nữa. Nhìn chung thì cái ý tưởng về cái bộ AR này á, thì nó khá là hay. Nó dành cho những cái bạn á, mà muốn chơi game theo kiểu là thấy trực quan ở trên bản đồ á, mà chúng ta không cần phải có một bộ vật lý. Chúng ta có thể ngồi chơi với những người ở từ xa với nhau, tại vì nó đang sử dụng cái công nghệ á, là kết nối qua mạng và phát trên bản đồ. Thì thật sự thì chơi cái này thì chúng ta có thể sử dụng chung với cái tabletop simulator là cái mà nó thiết thực nhất cho bo game. Ngoài ra thì cái tay cầm của nó kiểu anten thì nó có thể chơi được khá là nhiều game xài được cái công nghệ này. Nhưng mà mình thật sự thì không thích. Đối với bản thân mình và nhóm mình thì cũng đã chơi vài lần rồi, nó thấy nó khá là điều khiển, nó không có cái hướng dẫn chi tiết là như thế nào. Chơi không được trong thời gian lâu. Và một máy tính thì chỉ chơi được với một cái mắt kính thôi. Muốn chơi thì phải có 4 cái laptop hay 5 laptop cho số lượng người tương ứng chơi như vậy. Thì mình cảm thấy nó chưa thật sự là thỏa mãn lắm với cái mình mà tụi mình mong muốn. Nếu mà làm được thì làm như cây ba đi, dựng lên một cái sân khấu, sau đó mình chiếu 3D trên đó thì tất cả mọi người đều thấy được hết. Như vậy thì sẽ trực quan và hay hơn. Đó là toàn bộ nội dung về cái bữa mà chơi game của nhóm mình và cái buổi thử cái sản phẩm mà AR này để sử dụng cho bo game nó có phù hợp hay không. Nếu như các bạn thích nội dung này thì hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn không thì cũng nhấn một like và một subscribe nếu như bạn là một cái người chơi mới tham gia vào hội đồng của Tới Lượt Tôi. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye, mình là Vũ. Rồi, hết video rồi đó. Biết làm gì không nè mấy bạn? Nhớ bấm like, share cho video của tôi nha. Nhấn nút đăng ký và nút chuông nhỏ nhỏ nếu là người chơi mới. Còn bây giờ thì bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.